Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một chú kỳ lân nhỏ xinh như thế này. Chúng ta sẽ móc từ phần đầu, sau đó móc xuống phần thân và chân, các gai ở lưng, tai và sừng. Ở phần đầu các bạn tạo cho mình vòng tròn ma thuật. Sau đó móc 8 mũi đơn vào trong tâm vòng tròn ma thuật. Sau khi móc xong 8 mũi đơn, các bạn rút sợi len để thu nhỏ tâm vòng tròn lại. Sang hàng thứ hai, các bạn móc 2 mũi đơn vào 2 chân mũi đầu tiên. Ở 4 chân mũi tiếp theo, các bạn móc cho mình 4 mũi tăng liên tiếp, tức là 2 mũi đơn chung một chân mũi. Và 2 mũi đơn và 2 chân mũi cuối. Nếu trong quá trình móc các bạn sợ nhầm lẫn thì các bạn có thể dùng móc đánh dấu hoặc một sợi len khác màu để đánh dấu cái mũi đầu tiên này lại. Ở hàng thứ 3, các bạn sẽ không tăng mũi mà chúng ta sẽ móc toàn bộ mũi đơn, tức là 12 mũi đơn. Sang hàng thứ 4, các bạn móc 4 mũi đơn và 4 chân mũi đầu tiên. Ở 4 chân mũi tiếp theo, các bạn móc cho mình 4 mũi tăng liên tiếp, tức là 2 mũi đơn chung một chân mũi. Và 4 mũi đơn và 4 chân mũi cuối. Như các bạn có thể thấy, cái chân mũi đầu tiên tạo thành một đường hơi chéo như thế này. Sang hàng thứ 5, các bạn sẽ không tăng mũi mà chúng ta sẽ móc toàn bộ mũi đơn, tức là 16 mũi đơn. Như vậy là chúng ta đã móc xong hàng thứ 5. Sang hàng thứ 6, các bạn sẽ móc 6 mũi đơn và 6 chân mũi đầu tiên. Ở 4 chân mũi tiếp theo, các bạn móc cho mình 4 mũi tăng liên tiếp, tức là 2 mũi đơn chân chung một chân mũi. Và 6 mũi đơn và 6 chân mũi cuối. Như vậy là chúng ta đã móc xong hàng thứ 6. Từ hàng thứ 7 đến hàng thứ 10, chúng ta sẽ móc toàn bộ mũi đơn, tức là mỗi hàng 20 mũi đơn.
Như vậy là chúng ta đã móc xong hàng thứ 10. Các bạn có thể thấy là cái chân mũi đầu tiên của mỗi hàng sẽ tạo thành một đường hơi chéo như thế này. Sang hàng thứ 11, các bạn sẽ móc một mũi đơn vào chân mũi đầu tiên và hai chân mũi tiếp theo chúng ta sẽ giảm mũi một mũi đơn vào chân thứ tư, tức là x a x lặp lại cho đến hết hàng. Tổng sau khi móc xong hàng thứ 11 chúng ta sẽ còn 15 mũi. Một mũi đơn vào chân mũi đầu tiên. Ở hai chân mũi tiếp theo chúng ta sẽ giảm mũi. Một mũi đơn vào chân mũi thứ tư. Cứ như vậy các bạn lặp lại cho đến hết hàng. Như vậy là chúng ta đã móc xong hàng thứ 11. Sang hàng thứ 12, các bạn sẽ móc một mũi đơn vào chân mũi đầu tiên. Ở hai chân mũi tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành giảm mũi, tức là XA lặp lại cho đến hết hàng. Tổng sau khi móc xong hàng thứ 12 chúng ta sẽ còn 10 mũi. Một mũi đơn vào chân mũi đầu tiên. Hai chân mũi tiếp theo chúng ta sẽ giảm mũi. Các bạn lặp lại cho đến hết hàng. Bây giờ các bạn dừng lại một chút để chúng ta tiến hành nhồi bông gòn. Bây giờ chúng ta sẽ móc tiếp hàng cuối cùng. Ở hàng cuối cùng các bạn móc cho mình 5 mũi giảm liên tiếp. Chừa rau đỏ lên rồi cắt sợi. Như vậy là chúng ta đã móc xong phần đầu. Bây giờ chúng ta sẽ móc đến phần thân. Để móc phần thân thì các bạn tạo cho mình vòng tròn nó thật. Sau đó móc 6 mũi đơn vào trung tâm vòng tròn nó thật. Sau khi móc xong 6 mũi đơn thì các bạn rút sợi len để nhỏ tâm vòng tròn lại. Sang hàng thứ 2, các bạn móc cho mình 6 mũi tăng liên tiếp, tức là 2 mũi đơn chung một chân mũi. Mũi đơn thứ nhất. Mũi đơn thứ hai chung chân. Cứ như vậy các bạn lặp lại cho đến hết hàng. Sang hàng thứ 3, các bạn sẽ móc một mũi đơn vào chân mũi đầu tiên, hai mũi đơn chung chân và chân tiếp theo, tức là XV, lặp lại cho đến hết hàng. Tổng sau khi móc xong hàng thứ 3 chúng ta sẽ có 18 mũi. Một mũi đơn vào chân mũi đầu tiên. Hai mũi đơn chung chân và chân tiếp theo.
Cứ như vậy các bạn lặp lại cho đến hết hàng. Ở hàng thứ tư các bạn sẽ không tăng mũi mà chúng ta sẽ móc toàn bộ mũi đơn, tức là 18 mũi đơn. Như vậy là chúng ta đã móc xong hàng thứ tư. Sang hàng thứ năm, các bạn móc 8 mũi đơn vào 8 chân mũi đầu tiên. Ở hai chân mũi tiếp theo, chúng ta sẽ móc 2 mũi tăng liên tiếp. Là 8 mũi đơn và 8 chân mũi cuối. Các bạn có thể thấy cái đường của chân mũi đầu tiên chính là cái đường này. Sang hàng thứ 6, các bạn lên cho mình 5 bính. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành bỏ 5 chân mũi tính từ cái chân mà chúng ta móc. 1, 2, 3, 4, 5. Các bạn móc vào chân này cho mình 1 mũi rời. Tiếp tục móc 1 mũi rời vào chân tiếp theo. Lên 5 bính. Tiếp tục bỏ 5 chân mũi không móc tính từ cái chân lên bính. 1, 2, 3, 4, 5. Móc vào chân này 1 mũi rời. Tiếp tục móc vào chân kế tiếp 1 mũi rời. Lên 5 bính. Và bỏ qua 5 chân mũi tính từ cái chân lên bính. 1, 2, 3, 4, 5. Các bạn móc vào đây 1 mũi rời. Tương tự, móc 1 mũi rời vào chân tiếp theo. Lên 5 bính. Bỏ qua 5 chân mũi không móc tính từ cái chân lên bính. 1, 2, 3, 4, 5. Móc vào đây 1 mũi rời. Sau đó móc 1 mũi rời. Như các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ có 4 cái lỗ hở như thế này. Thì 4 cái đường này chính là chúng ta sẽ móc chân. Bây giờ các bạn lấy thợ len móc vào một chân bất kỳ, cái chân mà chúng ta lên bính. Bạn lên cho mình 1 bính. Sau đó móc 5 mũi đơn vào 5 chân mũi như thế này. Chúng ta móc từ cái chân chúng ta lên bính và giấu cái sợi len theo cùng luôn. 1, 2, 3, 4. Năm. Sau đó móc 5 mũi đơn vào 5 cái mũi bính chúng ta vừa tạo lúc nãy. Một, hai, ba,
Nạp. Vậy là khi sau khi móc xong cái hàng này, chúng ta sẽ có 10 mũi ở phần chân. Hàng thứ nhất như thế này. Ở hàng thứ hai, các bạn móc 3 mũi đơn ở 3 chân mũi đầu tiên. Ở 4 chân mũi tiếp theo, các bạn móc cho mình 2 mũi giảm liên tiếp. Ba mũi đơn và ba chân mũi cuối. Tiếp tục ở hàng thứ ba, các bạn móc 2 mũi đơn và 2 chân mũi đầu tiên. Ở 4 chân tiếp theo, các bạn móc cho mình 2 mũi giảm liên tiếp. Và 2 mũi đơn và 2 chân mũi cuối. Móc 1 mũi rời vào chân mũi đầu tiên rồi kết thúc. Chừa dao đoạn len. Cắt sợi. Như đây là chúng ta đã xong mà một phần chân, các bạn sẽ khâu kín phần còn hỏng này lại. Các bạn làm tương tự với các phần chân còn lại. Mình sẽ hướng dẫn thêm một phần nữa. Các bạn đưa kim vào cái chân mũi mà chúng ta lên bính. Móc lấy sợi len. Lên một bính. Sau đó móc 5 mũi đơn và 5 chân mũi đầu tiên. Là cái chân cái đường móc dưới như thế này. 1 2 3 4 5 5 mũi đơn vào 5 mũi của bính. Một, hai, ba, bốn, năm. Chúng ta đã móc xong hàng nhất. Sang hàng thứ hai, móc 3 mũi đơn và 3 chân mũi đầu tiên. Hai mũi giảm liên tiếp ở 4 chân tiếp theo. Ba mũi đơn và 3 chân mũi cuối. Tiếp tục hai mũi đơn và 2 chân mũi đầu tiên ở hàng thứ ba. Hai mũi giảm liên tiếp ở 4 chân tiếp theo. Và hai mũi đơn và 2 chân mũi cuối. Móc 1 mũi rời vào chân mũi đầu tiên rồi cắt sợi. Sau đó cũng tương tự với chân thứ nhất thì các bạn sẽ khâu kín phần còn hàng lại. Các bạn làm tương tự với hai phần chân còn lại. Như vậy là chúng ta đã móc xong 4 chân. Riêng ở chân cuối cùng các bạn sẽ chừa dao đoạn lên dài khoảng 40cm để chúng ta ráp phần chân. Còn nếu các bạn không chừa thì các bạn có thể lấy một sợi len khác để khâu cũng được. Bây giờ thì chúng ta sẽ khâu các phần chân này lại với nhau. Thì ở mỗi chân các bạn sẽ đưa kim móc vào cái mũi ở góc như thế này. Và chúng ta sẽ khâu qua hai chân mũi ở hai chân. Một lần
Ở mỗi cạnh như thế này chúng các bạn sẽ tiến hành khâu 2 lần. Sau đó sẽ sang cạnh góc của chân bên kia. Bây giờ chúng ta sẽ nhồi bông gòn vào đây. Bây giờ chúng ta sẽ khâu các cạnh còn lại lại, các bạn sẽ khâu như kiểu hoa tulip. Chúng ta sẽ khâu các cạnh đối diện này với nhau. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong phần thân và đầu. Thì khi ghép thì chúng ta sẽ tiến hành ghép như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành móc đến phần giải màu ở phía lưng. Để móc phần giải màu thì các bạn sẽ móc 6 màu. Và mỗi màu sẽ làm như sau. Các bạn lên cho mình 2 bính. Sau đó ở chân mũi thứ hai tính từ chân kim móc xuống, đây là mũi thứ nhất, hay là mũi chân kim, đây là mũi thứ hai, các bạn móc cho mình một mũi đơn. Sau đó lên một bính, quay lại, móc 2 mũi đơn chung chân. Sau đó chừa ra đoạn len để chúng ta ráp rồi cắt sợi. Các bạn có thể thấy cái phần len ở trên này nó bị thừa thì bây giờ chúng ta sẽ ráp nó xuống. Các bạn làm thêm 5 màu tương tự như thế này. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái giải màu phía lưng với 6 màu như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ móc đến phần tai. Để móc tai thì các bạn lên cho mình 3 bính. Sau đó ở chân mũi thứ hai tính từ chân kim móc xuống. Đây là mũi chân kim, đây là mũi thứ hai. Các bạn móc cho mình 2 mũi đơn và 2 chân mũi. Lên một bính. Sau đó quay lại, móc 2 mũi đơn và 2 chân mũi. Tiếp tục lên một bính, quay lại, móc 2 mũi đơn và 2 chân mũi. Sau đó các bạn gập đôi lại, giấu cái phần len vào trong. Và móc cho mình 2 mũi đơn trên cả 2 đường len. Sau đó chừa các đoạn len để khâu ráp rồi cắt sợi. Các bạn làm tương tự với phần tai thứ hai. Về phần sừng thì các bạn có thể tách đôi sợi len mikoton 50g để móc, hoặc lấy len cotton Việt Nam 1mm thì mình sẽ để chép chi tiết ở bên cạnh.
đến xong các bộ phận. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành làm chúng lại với nhau. Các bạn có thể đánh thêm một chút má hồng cho chú Kỳ Lân được xinh xắn. Hãy nhấn like và đăng ký kênh cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.